sống đúng sống đẹp thứ năm mùng 7 tháng 3 2024. Hiệp lòng một ý cùng một thần chí, chúng ta là anh em một nhà. Hiệp lòng một ý cùng một thần chí, chúng ta là anh em một cha. Hãy yêu thương, đừng chia rẽ, gánh đau thương cùng người đau thương. Hãy chân tình, lòng thành tâm, yêu mến nhau chia sẻ khổ đau. Sống đúng sống đẹp thứ năm mùng 7 tháng 3 2024, chuyện xưa tích cũ, chàng ngốc và con ngỗng vàng. Ngày xưa có hai vợ chồng kia, nhà có ba người con trai. Bao nhiêu sự khôn ngoan dồn hết vào cho hai người anh, còn thằng út thì dại khờ ngốc nghếch. Nhưng được cái là rất tốt bụng. Người ta gọi nó là chàng ngốc. Ngốc thường bị khinh rẻ, chế giễu và không được tham gia vào sinh hoạt gì trong gia đình. Ôi, thằng ngốc mà nó làm được cái gì? Ôi, ngốc mà. Một hôm, người anh cả muốn vào rừng đốn củi. Trước khi đi, người mẹ làm cho anh một cái bánh trứng ngon lành và một chai rượu vàng mang đi theo để ăn. Vào tới rừng, người anh cả gặp một ông lão nhỏ bé, tóc hoa râm. Ông lão chào anh và nói: "Này cậu bé ơi, cho lão xin miếng bánh và một ngụm rượu vàng." Lão đang cảm thấy rất đói khát và mệt mỏi, cho lão xin miếng bánh và một ngụm rượu vàng đi. Anh chàng khôn ngoan, cậu cả đáp: "Nếu tôi cho lão bánh và rượu thì tôi còn gì ăn nữa. Thôi, lão xéo đi, đến mà quấy rầy tôi làm cái gì, xéo đi." Rồi để mặc cho ông lão ở đấy hò sụ sụ, người anh cả bỏ đi. Anh đẫn cây được một nhát thì bị trượt tay, cái rìu chém vào cánh tay, phải về nhà băng bó. Anh đâu biết rằng tai nạn ấy là chính do ông lão nhỏ bé gây ra. Người con thứ hai phải vào thay anh cả đi đốn củi trong rừng. Người mẹ cũng làm cho anh một cái bánh trứng rất là ngon và một chai rượu vang y như là với anh cả vậy. Tới rừng, anh thứ hai này cũng gặp một ông lão nhỏ bé đến xin miếng bánh và ngụm rượu. Cho lão xin miếng bánh và một ngụm rượu. Lão đói quá, khát quá. Người anh thứ hai cũng từ chối: "Không được, tôi cho lão cái gì thì là tôi thiệt cái ấy, cho là mất đi. Thôi, lão xéo đi cho khuất mắt." Rồi anh để mặc ông lão ở đấy mà đi. Rồi anh cũng bị trừng phạt ngay. Chỉ mới chặt được vài nhát rìu thì cái rìu đã văng vào chân, phải lê về nhà để băng bó. Cũng lại chính ông lão ấy gây ra để cho anh lãnh nhận cái hậu quả của việc mình làm. Thấy hai anh của mình bị thương, chàng ngốc liền nói với bố: "Bố ơi bố, bố để con đi đốn củi thay cho hai anh được không bố? Bố cho con đi nhé." Người bố đáp: "Thôi, hai anh mày kia mà còn bị thương thì mày cái thằng ngốc thằng khờ này mà đốn củi thế nào được?" "Không đâu bố ơi, bố cứ cho con đi đi, con biết đốn củi mà. Bây giờ anh lớn thì bị thương ở tay, anh kế thì bị thương ở chân, nhà mình không còn củi đốt. Thôi bố ơi, bố cứ cho con đi đi bố." Thấy chàng ngốc xin mãi, cuối cùng ông bố đành bảo:
Được, thế thì mày cứ đi đi. Được, cứ ham đi đi. Có vấp thì mới sáng mắt ra. Được, cho đi. Mẹ chẳng ngốc, làm cho chàng không phải là một cái bánh trứng ngon và một chai rượu ngon, mà là một cái bánh luộc ủ cho và một chai bia chua. Anh ngốc cũng cầm cái bánh và chai rượu vui vẻ đi vào rừng, vô tư hồn nhiên, chẳng buồn, chẳng giận, chẳng so sánh với hai anh gì cả. Anh đón nhận có như thế nào thì anh chấp nhận như thế đó và hồn nhiên vô tư đi. Vào trong rừng cũng gặp một ông lão bé nhỏ tóc hoa râm. Ông lão cũng chào anh và nói: Này cậu bé ơi, cho lão xịt miếng bánh và một ngụm rượu vàng. Lão đang cảm thấy rất đói mệt và khát. Cậu cho lão miếng bánh và một ngụm rượu nha. Chàng ngốc đáp: Cháu xin lỗi cụ, cháu không có bánh ngon và rượu vang. Cháu chỉ có cái bánh ủ cho và bia chua mẹ cháu cho cháu thôi. Cháu rất tiếc không có giúp ông được. Nhưng mà nếu ông thấy cái bánh ủ cho và cái bia chua này mà ông có thể dùng được, thì xin mời ông ngồi xuống đây, rồi ông với cháu cùng ăn chung cho vui ông nhé. Họ ngồi xuống. Chàng ngốc rút bánh ủ cho ra thì thấy một chiếc bánh trứng ngon lành và bia chua đã biến thành rượu vang. Cậu không biết tại sao. Quái thật ha. Sáng mẹ mình cho mình cái bánh ủ cho và cái chai bia rượu, chứ đâu có phải bánh trứng với lại rượu vang ngon như hai anh đâu. Hai anh xứng đáng ăn cái đó vì là anh. Còn mình là thằng út mà lại thằng ngốc nữa thì làm đâu có tiêu chuẩn mà ăn bánh trứng với lại rượu vang. Ấy, nhưng mà bây giờ sao lại bánh ủ cho thành bánh trứng và bia chua thành rượu vang à? Không biết tại sao. Thôi kệ nó đi. Tại sao không cần biết tại sao, có ăn là được rồi. Có bánh trứng thì ăn bánh trứng, có bánh ủ cho thì ăn bánh ủ cho. Có bia chua thì uống bia chua, có rượu vang thì uống rượu vang. Miễn là có cái gì ăn, có cái gì uống là được rồi. Không sao. Ăn uống xong thì ông lão mới bảo: Ồ, cháu tốt bụng lắm. Cháu ngốc ạ. Ngốc mà lại tốt bụng. Chẳng hơn là khôn ngoan mà bụng dạ hẹp hòi. Bây giờ có nhiều người đó, cháu thấy họ khôn ngoan lắm, họ bằng cấp lắm, họ học vị lắm, nhưng mà cái bụng của họ thì hẹp hòi lắm, đầu óc học rộng nhưng đầu cái bụng thì bé tí hẹp hòi, có nghĩa gì đâu cháu ơi. Cũng có nhiều vị thì là cũng quyền cao chức trọng lắm, nhưng mà cái đầu óc có thì là cũng hẹp hòi, không có cái bụng rộng, trái tim mở, chả có lòng thương xót. Ông thì ông không thích những cái loại người mà học rộng hiểu nhiều mà bụng hẹp hòi. Ông cũng chẳng thích những con người mà cao sang rồi quyền quý rồi chức tước rồi địa vị mà hống hà hống hách, mà keo kiệt, mà ích kỷ, mà chỉ biết hưởng thụ, mà chỉ biết ăn thịt chiên mà không biết chăm con chiên của mình. Ôi thôi, ông không có thích mấy cái loại người đó. Ông mong có những con người biết xót thương người khác, chả cần phải chức tước, chả cần phải học vị, chả cần phải du học, chả cần phải xe hơi, nhà lầu, chả cần phải áo mão, cần đai, súng sính, vệ vệ uy nghi, đạo đức, đạo mạo. Ông thì thấy đó là đạo giả, đạo dối gì, đạo mạo nào đâu, đạo đức nào đâu cháu ơi. Thôi, cứ khờ khờ như cháu vậy mà là tốt bụng, có lòng thương xót là được rồi. Để bù lại, bây giờ ông cho cháu một phần thưởng này nha. Ông ơi, ông, cháu đâu có làm gì mà được phần thưởng. Cháu chỉ chia sẻ cho ông bánh với lại rượu mẹ cháu cho thôi mà. Có gì đâu mà phần thưởng. Những người kia họ học thức,
những người kia họ địa vị cao sang, cháu làm sao mà dám so sánh với họ được. Họ có quyền này, họ có danh này, họ có chức này. Úi trời ơi, ông ơi, nhiều người súng vào họ lắm, họ súng xít, họ vỗ tay, họ hoan hô. Hai bên này cứ, cháu thấy buồn cười lắm ông ơi. Hai bên sông hương nhau á, ông có biết sông hương không? Sông hương là cái gì? Sông hương trong nhà thờ chứ sông hương ở đâu? Không, sông hương là người này sông cho người kia sông cho người nọ. Là làm sao cho nói ông nghe? Thế là thí dụ như vậy, là cháu khen ông tốt bụng, ông đạo đức, ông có công, ông là ân nhân, ông là đại mạnh thường quân. Rồi cái ông cũng đáp lại, ô, cảm ơn cháu cũng rất là ngoan, cháu dễ thương, cháu hiền. Mặc dù nói thật với ông, cháu nghịch lắm, cháu phá lắm. Mặc dù là cháu nói thật với ông chứ cháu chẳng thích ông đâu. Ông keo kiệt, ông buồn xín mà. Tại vì ông có chức có quyền thì cháu sông hương cho ông khoái thôi. Đó gọi là sông hương đó, ông biết không? Cứ tâng bốc nhau, nói thật với ông là nịnh bợ. Đó là bợ đít. Xin lỗi ông, cháu dùng từ nó hơi tục ấy, nhưng mà cứ bợ nhau lên, rồi cứ tâng nhau lên, hai người cứ phỏng mũi lên tưng tửng ấy. Cháu, ông có biết là đi tàu bay giấy không? Có chừng hai người rớt tàu bay giấy rồi rớt xuống biển chết chìm ấy không ạ? Thôi, chuyện của người ta, cháu công chó mình không có đụng tới, ai làm gì làm. Bây giờ cháu, ông cho cháu một cái phần thưởng này nha. Ở chỗ kia có một cây cổ thụ, bề cháu ra cháu đẳng cái cây cổ thụ, chặt cái cây cổ thụ được á, thì dưới cái đám rễ cây đó có một cái của quý đó lắm á, cho cháu nha. Nhưng mà phải chặt được cái cây cổ thụ chứ không có ăn sẵn đâu. Nói xong rồi ông lão từ biệt lên đường. Chàng ngốc theo sự hướng dẫn của ông lão, cặm cụi chặt từ sáng đến trưa, mồ hôi đổ ra vất vả. Cuối cùng tới xế chiều thì cái cây cổ thụ mới được hạ xuống. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, thở hổn hển, trời đã về chiều. Chàng ngốc bới trong đám rễ ấy, thấy có một con ngỗng mà lông nó bằng vàng thật. 4 số 9. Ngốc nhưng mà thì ngốc chứ cũng biết vàng chứ đâu phải không. Không nhẽ chỉ những người giàu mới biết vàng hay sao? Chàng mới nhấc cái con ngỗng lên và ẵm vào một cái quán trọ để ngủ đêm. Trong quán trọ ấy, chủ quán có 3 cô con gái. 3 cô thấy cái con ngỗng vàng. Giống đời mà, phụ nữ mà ai mà không thích tiền, không thích vàng. Ta mới bảo là lấy vàng để mà thử lòng đàn bà đấy mà. Cho nên là thấy cái con ngỗng vàng là mắt 3 cô ấy sáng lên. Rồi mắt cô ấy tò mò, không biết là cái con chim gì mà lạ thế, mà chỉ muốn lấy cái lông chim của nó. Lông chim thì thiếu gì mà không lấy, nhưng mà khổ nỗi lông chim vàng. Cái quan trọng là vàng nó làm mờ mắt, nó làm mê mẩn, nó làm mê muội. Thế vàng là sáng mắt lên. Thế là cô chị cả nghĩ là bây giờ mình nhổ trộm một cái cọng lông vàng này thôi là cũng được mấy chỉ rồi đây, chứ không ít của gì đâu. Cho nên khi mà chàng ngốc vừa mới đi ra ngoài, cô nắm ngay lấy cánh của con ngỗng, tưởng rằng là nắm cái cánh của nó nhổ thì được nhiều lông hơn là nắm cái đuôi. Nhưng mà khi vừa mới nắm tay vào cái cánh con ngỗng thì cô bị dính chặt vào đó, không rút ra được. Ô, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, chết tôi rồi. Một lát sau, nghe tiếng kêu cứu của cô chị, cô thứ hai cũng đến. Chăm chăm cứu chị thì không cứu, mà nhìn thấy cái đuôi lông ngỗng bằng vàng, chóe mắt lên. Lại nắm lấy cái đuôi ngỗng chính dịch ra là một chùm đuôi này, cái này là dầu to rồi. Nhưng mà vừa mới đụng vào cái đuôi con ngỗng thì lại cũng bị dính chặt như cô chị. Cứu tôi, chết rồi, chết rồi. Nghe hai chị la lối như thế,
cô Út mới chạy đến. Thấy hai chị mình bị dính, một người thì dính vào cái cánh, một người dính vào cái đuôi. Còn cái chồm trên đầu con ngỗng nhiều lông quá mà lại vàng óng ánh. Cô em cũng chẳng nghĩ gì đến việc cứu chị. Tính nhào vô thì hai cô chị thấy vậy cản. Tránh ra, đừng có lại gần, nguy hiểm lắm. Chết đấy. Mặc cho tiếng kêu cản của hai chị, lòng tham của cô em thắng hết tất cả. Cô đã nắm lấy cái cổ con ngỗng, nhưng mà vừa mới đụng vào thì dính luôn giống như cô chị. Chết rồi. Thế là cả ba cô con của ông chủ quán suốt đêm phải ở với con ngỗng vì không rút tay ra được. Sáng hôm sau, chàng ngốc với mang con ngỗng đi mà chẳng để ý gì đến ba cô chị phải dính vào cái con ngỗng. Các cô cứ lẽo đẽo đi theo chàng ngốc, đi sang bên phải thì cũng phải đi bên phải, đi sang bên trái cũng đi sang bên trái, đứng lại cũng phải đứng, đi nhanh cũng phải đi nhanh, cứ lẽo đẽo đi theo như vậy. Ra đến giữa đồng thì gặp cha xứ. Cha xứ thấy cả đoàn người ngỗng người rồi ba cô đi theo cái anh chàng này. Cha bè nói: cái đồ gái quạ mỏ này không biết xấu hổ à, cứ bám lấy dài ra đồng như vậy coi có được không. Cha liền nắm lấy tay cô Út để kéo lại, nhưng mà vừa đụng đến thì chính cha cũng bị dính vào cái cô Út và cũng phải lẽo đẽo đi theo cô ấy. Một lúc sau thì thấy ông Từ dưới cửa nhà thờ, thấy cha xứ lẽo đẽo theo ba cô gái thì ngạc nhiên quá: cha ơi, cha đi đâu mà vội vàng thế, mà sao lại cứ đi theo mấy con gái này thế nào? Cha cụ gì kỳ vậy, cha là hôm nay phải rửa tội, phải lễ lạy, mà sao lại cha cứ đi theo cái con gái này thế nào? Ông ta mới nắm tay cha xứ kéo lại thì dính luôn vào với cha xứ. Thế là anh chàng ngốc đi trước, rồi ôm con ngỗng, ba cô gái, cha xứ và ông Từ đi theo, cứ bước thấp bước cao như vậy. Rồi đi ra tới ngoài đồng thì gặp hai bác nông dân vác cuốc ở đồng về, cũng vừa đi vừa hát: nhà nông ông đi ra đông, nhà nông ông đi ra đông, ai ơi có hay, nhà nông ông đi ra đông, nhà nông dắt theo ba vợ, nhà nông dắt theo ba vợ, ai ơi có hay, nhà nông dắt theo bà vợ dắt theo đứa con, bà vợ dắt theo đứa con, ai ơi có hay, bà vợ dắt theo đứa con dắt theo con trâu, đứa con dắt theo con trâu, ai ơi có hay, đứa con dắt theo con trâu dắt theo cái cây, con trâu dắt theo cái cây, ai ơi có hay, con trâu dắt theo cái cây. Hai bác nông dân vừa đi vừa hát như vậy, thấy cha xứ của mình đi trước, ông Từ đi theo sau, tưởng là đang là hát chung với mình. Cha xứ dắt theo ông Tư dắt theo ông Ba, thì ông Ba này bám vào ông Từ dính luôn, rồi cái ông Hai bám theo ông Ba, ông Hai bám theo ông Ba, ai ơi có hay, ông Hai bám theo ông Ba, thế là dính trâu hết với nhau một rũi dài như thế. Cứ vừa đi vừa hát, dính tới ai là người đó dính vô, cứ hát mà thấy hay hay quá bám vào là dính thôi. Ông Ba dắt theo cô Tư, ông Ba dắt theo cô Tư, ai ơi có hay, ông Ba dắt theo cô Tư, cô Tư mới gặp cái con mèo, cô Tư dắt theo con mèo, cô Tư dắt theo con mèo, ai ơi có hay, cô Tư dắt theo con mèo. Con mèo thấy có con chuột bám lấy con mèo, con mèo dắt theo con chuột, con mèo dắt theo con chuột, ai ơi có hay, con mèo dắt theo con chuột. Cứ như thế một dũi dài lếch thếch đi vào. Và đi đến kinh thành thì nhà vua thông báo, vì nhà vua có một cô công chúa xinh đẹp lắm, nhưng mà bao nhiêu năm nay
cô ấy bị trầm cảm, cho nên không có cười nói gì cả, cứ lặng lẽ. Em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ một mình lặng lẽ như vậy, bị trầm cảm nặng, không ai làm sao cho cô ấy cười được. Nhà vua mới phán: alo alo, thông báo cho tất cả dân biết, ai làm cho cô công chúa cười được thì nhà vua sẽ gả cô công chúa ấy cho người đó, và người đó sẽ được làm phò mã lấy công chúa. Alo alo, alo alo, alo alo. Chàng ngốc mới nghe thông báo như vậy mới liền vác con ngỗng vào và kéo theo một loạt cô con gái, rồi ông cha, rồi ông tử, rồi con mèo, con chuột, kéo một loạt, ông ba, ông tư, cô út gì đó, một loạt đi theo. Công chúa đến trước mặt công chúa. Công chúa thấy cái thằng ngốc này mà nó ôm con ngỗng, xong một loạt người, cả ông cha, cả ông tư, rồi cả con mèo, con chuột đi lếch thách như vậy. Cô ấy bật cười, cô ấy nhìn thấy vậy có hay cô ấy cười. Cô ấy không kìm được, cô cứ cười mãi. Thấy cô công chúa cười được rồi, chàng ngốc yêu cầu ông vua gả cho mình làm phò mã, thực hiện đúng lời hứa. Vì lời hứa là ai làm cho cô công chúa cười thì được làm phò mã. Vua nhìn cái anh chàng ngốc này, ngô ngô ngốc ngốc ngồi ngắp ngắp kia, sao mà lấy làm phò mã được, không được. Cho nên viện cớ để mà từ chối. Được, ta sẽ cho ngươi làm phò mã, với điều kiện là ngươi phải tìm ra một người uống hết cái hầm rượu vang này thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Chàng ngốc chết thật, ông vua này sao không giữ lời hứa, tìm đâu ra người mà uống hết hầm rượu vang bây giờ, tìm đâu đây. Chàng ngốc không có ai để mà bám víu, chỉ còn duy nhất là một ông lão nhỏ bé đã giúp mình được cái con ngỗng, cho nên liền vào rừng để mà tìm ông lão cầu cứu. Đến chỗ cái cây, gốc cây mà anh đã đốn ngày trước, anh thấy có một người ngồi mặt buồn rười rượi. Này bác ơi, bác ngồi đây mà một mình làm gì mà buồn thế bác? Người đó đáp: tôi khát quá, uống bao nhiêu cũng không đỡ khát, khát nước quá. Quả là tôi đã uống cạn một thùng rượu, nhưng mà chả ăn thua gì cả, như muối bỏ bể thôi, khát quá. Ồ, vậy hả? Bác đang khát rượu phải không? Được rồi, bác đi theo tôi. Tôi cho bác tha hồ uống, uống thoải mái, uống chết bỏ luôn. Cứ đi theo tôi. Thế là anh dẫn người ấy đến hầm rượu của nhà vua. Người đó vừa thấy hầm rượu là nhảy xô vào, uống hết tùng thùng to, thùng nhỏ, uống mãi, căng bụng. Vừa hết một ngày thì anh ta đã uống sạch hết cả cái hầm rượu. Chàng ngốc đòi nhà vua thực hiện lời hứa gả công chúa cho mình để mình làm phò mã. Vua bực lắm, không muốn để cho một cái tên mà người ta gọi là chàng ngốc ấy làm con gái của mình. Không lẽ công chúa mà lấy chàng ngốc thì ai mà coi cho được. Cho nên là vua lại ra điều kiện mới. Được, ta sẽ cho ngươi làm phò mã lấy công chúa, với điều kiện là ngươi phải tìm được một người ăn hết cái núi bánh này. Ây da, ông vua này không giữ lời hứa gì. Tại sao mà những người có chức có quyền cứ toàn là hứa lèo hứa quậy vậy? Chắc họ thích coi phim con ma nhà họ hứa lắm ấy. Người dân nghèo, dân bình thường, họ nói họ giữ lời. Mà những người có quyền có chức cứ lên hứa, hứa, hứa hết cái này, hứa cái kia, mà có làm đâu. Vậy mà cũng hứa, càng làm lớn thì càng hứa bậy, càng hứa lèo. Thà làm nhỏ mà giữ lời hứa còn hơn là làm lớn làm to mà không giữ lời hứa thì có ra cái gì. Anh ngố ngố cứ lẩm bẩm nói như thế. Cuối cùng không còn chỗ nào mà bám víu vào, anh chàng ngốc mới lại chạy lại cái chỗ cũ để trông nhờ vào ông lão nhỏ bé. Thì bỗng thấy một người mặt mũi thiểu não thắt chặt bụng bằng cái dây da và nói: tôi đã ăn cả lo bắn ấy mà chẳng ăn thua gì. Tôi đói quá rồi, bụng vẫn kẹp lép kẹp rồi, phải thắt chặt lại, đói lắm rồi.
đói quá. Chàng ngốc thấy vậy mừng rỡ lắm, nói: ồ, thế thì đi đi, bác đang đói phải không? Đi với tôi, tha hộ mà ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Anh ngốc dẫn người đó vào triều. Vua cho tập trung bột mì lại, rồi sai nướng một cái núi bánh khổng lồ. À, người đó chỉ ăn một ngày là hết sạch cái núi bánh. Lần thứ ba, chàng ngốc lại đòi lấy công chúa. Vua tìm cách thoái thác. Được, ta sẽ gả công chúa cho. Đây là điều kiện cuối cùng, nếu mà làm được, chắc chắn ta sẽ gả. Là người làm sao kiếm được một chiếc tàu mà có thể đi được cả trên dưới nước lẫn trên cạn. Cái tàu đi dưới nước và trên cạn. Ngươi đưa cái tàu đó đến đây, ta sẽ gả công chúa cho. Lại hứa lèo nữa, lại nói bậy nữa. Tàu thì đi dưới nước, làm gì mà lại còn đi trên bờ? Mà đi trên bờ thì đi xe, chứ làm gì đi tàu. Cái lão nhà vua này ỷ có chức, có quyền, có thế, bắt nạt người dưới, bắt ta cái gì cũng phải làm. Mà lão có làm được không mà lão ấy dám bắt người ta làm? Một ngón tay không đụng vào lay thử, chỉ giỏi nói, chỉ khỏe nói. Nói thì hay lắm, gớm, có quyền, có chức, muốn nói gì thì nói, muốn giảng gì thì giảng, có làm hay không? Gớm. Tức quá lại vô trong rừng, lại gặp cái ông lão già. Ông lão già vẫn ngồi đó. Ông lão nói với anh: chính lão đây, lão đã uống rượu cho con đó. Chính lão đây, lão đã ăn bánh cho con đó, để đáp ứng cái yêu cầu của nhà vua. Bây giờ nhà vua đòi cái đó, được, lão sẽ cho con một chiếc tàu. Lão sẽ giúp con, vì con đã xử tử tế với lão. Trong cuộc đời này, lão chỉ cần những người tử tế thôi. Nghèo mà tử tế còn hơn giàu có quyền cao chức trọng như ông vua kia mà không tử tế, vì nói mà không giữ lời, nói một đàng làm một nẻo, càng quyền cao chức trọng càng nói sát, lão không thích. Cứ nghèo hèn ngốc ngốc như con mà lại thật thà như thế lão thích, trung thực như vậy lão thích. Lão bèn lấy cái rìu đẽo cái cây mà ngốc đã hạ hôm trước, biến thành một chiếc tàu. Chiếc tàu này không những là đi được dưới nước rồi lên trên cạn mà còn bay được nữa, gấp hơn những yêu cầu của nhà vua. Nhà vua chỉ cần lội dưới nước đi trên cạn, lần này cái tàu này lội dưới nước đi trên cạn và bay trên không nữa. Cái tàu đến trước mặt nhà vua, vua thấy không còn cách nào để mà từ chối nữa, đành phải tổ chức đám cưới cho chàng ngốc và cô công chúa. Chàng ngốc hiền lành tốt bụng, biết giúp đỡ người khác, đã sống hạnh phúc bên công chúa. Và sau khi nhà vua mất đi, chàng ngốc lên nối ngôi vua, cai trị đất nước, và dân được no cơm ấm áo, sống an bình hạnh phúc với một vị vua là chàng ngốc tốt bụng. Anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, câu chuyện chàng ngốc và con ngỗng vàng cho chúng ta thấy được nhiều điều. Chúng con cũng học được nhiều điều. Thứ nhất là chúng con thấy ba cái cô kia, con ông chủ quán, tại sao bị dính vào? Tham, người ta mới bảo tham thì thâm. Tham thì thâm. Cái gì không phải của mình thì đừng đụng vào, đừng lấy. Thế như chúng con ngay từ bé phải tập cái tính trung thực đó, đừng bao giờ có lòng tham. Có những người đi với cha, mới đầu thì tốt bụng lắm, mới đầu thì ngoan lắm, mới đầu thì đạo đức lắm. Nhưng mà rồi khi mà thấy của cải, khi mà thấy tiền bạc, khi mà thấy vật chất thì động lòng tham. Và lúc đó không còn lòng Chúa thương xót, mà chỉ còn là Phao-lô bảo Chúa của họ là cái bụng, là đồng tiền, là lợi, là lộc. Cho nên nhiều người đi vào con đường lòng thương xót Chúa đã bị rớt đài, là vì để cho lòng tham
làm mờ con mắt. Ta nói thằng cứ thấy tiền là nó mờ cả mắt đi, nó chẳng còn cái gì biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật là phải. Tôi nói nó mà mờ mắt, thấy tiền là mắt nó sáng lên chứ mà mờ. Phải không? Ông bán hàng kia, ông thủ quỹ kia, ông coi quầy kia, ông thấy tiền mắt ông sáng hay ông mờ? Sáng. Sáng thì 500 với lại 5.000 phân biệt không? Tiền đô Mỹ về đô Úc phân biệt không? Đó, thấy mấy người kia vừa thấy nghe thấy tiền này vào rồi kìa. Đấy, đấy, cứ ngó thôi kìa. Đấy, mình vỗ tay chào mấy người mới vào đi. Thì thưa anh chị em và các bạn, là chúng con tập ngay từ bé, hãy tập cho mình tính thật thà. Thật thà, mẹ của cha ngay từ bé gọi là mày phải thật thà như đếm. Phải sống một cách trung thực, sống thật thà. Đừng để cho lòng tham nó làm mờ mắt. Mờ mắt là mờ mắt lương tâm. Mờ mắt lương tâm, không còn biết đúng sai, không còn biết cái nào là phải, cái nào là trái. Ba cô đó cứ thấy vàng là chộp thôi. Có phải của mình không mà chộp? Chộp thôi, cho nên dính vào. Rồi ông cha thì đừng có vội xét đoán người ta. Chưa gì thấy người ta dính vào đó vội xét đoán là ba cái con gái này cứ đi theo dai. Phải không? Mình đều chưa biết, mới thấy cái hiện tượng, chưa thấy thực sự là người ta đang bị nạn. Thì đáng nghĩa là phải coi nó trông như thế nào, mà sao ba cái đứa này mà cứ đi theo thằng này. Phải tìm hiểu tình hình coi như thế nào đã chứ. Mình cứ đứng ở trên này mình phán đi theo dai, thế là phán dính luôn. Rồi cái ông Từ cũng vậy, thấy ông cha đi theo ba cô lại cũng phán xét, mà chả tìm hiểu có tường tận câu chuyện như thế nào. Cha mà cứ đi theo ba cô hoài mà không chịu về lo làm lễ, nắm ông cha kéo ra khỏi ba cô dính luôn. Thế không ạ? Rồi cứ kế tiếp con người ta bị dính chùm vào với nhau, bởi có một là lòng tham, hai là bởi cái sự hay phán đoán phán xét người khác. Tóm lại là không có lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót thực sự thì không bao giờ mình đụng đến của người khác vì đó. Bây giờ tưởng tượng coi mình mất của mình có đau không? Mình mất của mình đau như thế nào thì mình lấy của người ta cũng đau như vậy chứ. Mình nói mình đi theo con đường lòng thương xót, mình nói là mình thương xót mà mình cứ đi lấy của người ta, thương xót ở chỗ nào? Thế không ạ? Đó, thương xót ở chỗ nào? Rồi kế tiếp là khi có lòng thương xót thì gặp một ai bị hoạn nạn hay là gặp cái hoàn cảnh người ta đang thế này, đang thế nọ, thế kia thì đừng vội kết án. Hãy coi tại sao ba cô ấy đi theo cái thằng ngốc chứ. Vừa thấy là bác cái con này cứ đi theo cái thằng, đi theo dai. Kết án người ta, dính chấu. Rồi cái ông kia thấy ông cha đi theo ba cô là cũng kết án là cha gì cứ đi theo gái, lại cũng dính chấu. Rồi cứ như thế, cứ bị dính với nhau vì mình không có lòng thương xót. Có lòng thương xót thì đừng vội phê phán, đừng vội kết án, mà hãy tìm hiểu cho tường tận như thế nào. Cho dù mắt mình thấy đã đúng chưa? Chưa. Tôi thấy tận mắt mà ông Trang đi theo ba con đó mà. Ông Trang bảo tôi thấy tận mắt ba cái con đó đi theo thằng ngốc mà. Mình thấy hiện tượng mà chưa biết bản chất thì đừng vội kết án, kẻo mình bất công. Rất nhiều chuyện mình chỉ thấy hiện tượng mà không biết bản chất của sự việc. Tức là thấy việc làm mà chưa biết ý định của người ta. Thấy việc làm mà không biết ý định của người ta như thế nào, đâu có vội kết án được. Chớ kết án. Hãy sống trung thực. Rồi một điểm nữa, ông vua thì như thế nào? Điểm mà có ta có thể rút được bài học từ chuyện ông vua là như thế nào? Nói phải giữ lời. Đã hứa cái gì thì phải làm. Không làm thì đừng hứa. Cho nên có một số người hay con hứa với cha và thôi đừng hứa. Làm đi. Hứa rồi mất công, thất hứa rồi mất uy tín hết. Mà mình đã nói với ai cái gì thì phải làm cho bằng được. Còn nếu mà không làm được thì sao? Thì đừng nói, mà lỡ nói rồi thì sao? Phải làm, mà lỡ nói rồi mà không làm được thì sao?
thì phải xin lỗi. Có những người nói xong không làm mà chả xin lỗi, xin phải gì cả. Cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thưa cha, con hứa là 6 giờ rưỡi con đến để con nghe giảng. Mà tới giờ là 7 rưỡi chưa đến. Hứa 6 rưỡi đến mà 7 rưỡi không đến mà cũng chẳng nói lại gì cả. Một là kẹt xe, hai là đau bụng, ba là quên thì phải nói chứ. Phải không ạ? Anh chị em mình hãy tập đi. Dù một chuyện nhỏ, đã nói thì phải nhớ, nhớ thì phải làm, mà không làm được thì phải nói lại. Cho xin lỗi, hôm nay có hẹn là cho ăn xôi, nhưng mà rất tiếc là xôi bị mèo nó sơi rồi, cho nên hôm nay thì ăn khoai lang vậy nhá. Xuống mắt nó cứ hương thế này, thì khoai lang không được sao mà nghe khoai lang mắt cứ trợn trừng lên. Khoai lang ngon gì mà nghe khoai lang, ui Giêsu khoai lang hả cha? Không khoai lang thì khoai sọ được không? Hay khoai mì? Hay khoai môn? Ừ, khoai miễn là khoai thôi. Thì thưa anh chị em, mình tập cái đó. Tập là chuyện lớn, chuyện bé. Mà có khi càng chuyện bé mình càng phải để ý mà giữ. Không nói thì thôi, đã nói thì phải làm. Mà không làm được thì phải nói lại. Cố gắng giữ được cái tính đó. Đừng bao giờ mà nói xong rồi quên mất, rồi nói xong chẳng để ý gì cả. Tôi nói vậy thôi. Có những người bảo tôi nói vậy thôi. Nói vậy thôi là sao? Nói vậy thôi là sao? Nói cho nó vui à? Hay nói mà để mà nói à? Không được. Vậy thì mình sẽ trở thành người bị mất uy tín. Và về sau, thôi mình đừng tin nó là thua rồi. Thôi mình đừng tin nó. Nó nói vậy chứ mà nó không có làm đâu. Nó nói vậy thôi à? Thua rồi. Còn không những vậy mà còn nổ nữa. Nhà ở kho Long Bình nổ tung lên, khoe đủ thứ hết, cũng không có gì đâu. Rồi kế tiếp là đừng đánh giá theo cái bên ngoài. Nhìn chẳng ngốc vậy chứ mà chưa chắc. Nhìn hai anh vậy chứ mà chưa chắc ai khôn ai dại đâu. Khôn em dễ bán, dại này khó mua đấy. Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Và Phaolô bảo điều mà thế gian cho là khờ dại thì lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Điều mà thế gian cho là khôn ngoan rồi chỉ ngốc nghếch khờ dại trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Mình đi con đường lòng thương xót Chúa, người ta nhìn lương tháng bao nhiêu, được lợi lộc gì, mất thời giờ, mất sức khỏe, đôi khi phải bỏ cả tiền ra nữa. Thằng ngốc quá, khờ quá. Họ cứ bảo tôi là thằng ngốc, thằng khờ, học như thế, có bằng cấp như thế, rồi tổ chức như thế, mà cứ đi lao vào con đường lòng thương xót Chúa, lận đận long đong, là ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh. Tôi nói còn 1000 cái te tua nữa chưa hết đấy. Nói cho tôi là ngốc, là khờ, và tôi bảo tôi cũng ngốc thật chứ không phải là không ngốc. Ngốc thật, mà có khi khôn quá không đi vào con đường lòng thương xót Chúa được đâu. Thì mình khôn quá mình tính toán thiệt hơn với Chúa. Mình so đo, mình so bì, mình so kẻ. Không đi vào con đường lòng thương xót được đâu. Đi vào con đường lòng thương xót là con đường bỏ ngỏ, là con đường tín thác, là con đường mặc ai nói ngả nói nghiêng, mặc ai khen ai chê, mặc ai tung hứng, mặc ai thế này thế khác, mặc ai lợi lộc, tôi không cần biết. Tôi như thằng ngốc, tôi như thằng khờ, tôi chỉ biết một điều duy nhất là lòng Chúa thương xót mà thôi. Phải ngốc, phải khờ trước mặt thế gian. Vậy mà chưa chắc họ đã tha chứ đừng nói mà tỏ ra khôn ngoan, nó còn đập cho chết chắc. Và cuối cùng thì lòng thương cho Chúa được biểu lộ qua ai trong những người trong câu chuyện đó? Công chúa chỉ cười. Ai? Ông lão nhỏ bé đó thưởng cho cậu ấy, vì Chúa đã nói những gì ngươi làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho ta, hãy đến lãnh phần thưởng dành cho ngươi. Hai anh thấy ông ngốc này nhỏ bé quá, thấy ông lão này già yếu bệnh tật, được cái gì đâu mà cho, tôi cho đi là tôi mất.
chỉ nghĩ đến lợi lộc cho bản thân mình thôi. Cho nên là nếu mà ông vua xin là cho đấy. Chúng ta cũng vậy. Người ta đã giàu còn cho thêm. Tết nhất thì đại gia nó đã đầy tiền, đầy của rồi phải đến thăm nó. Những người có chức có quyền thì phải xin xít và đi thăm. Tôi nói không, tôi không có đi thăm những người đó. Những người đó họ quá đầy đủ rồi. Tết nhất cha cụ nào cũng đến với họ rồi. Có đấng bậc nào cũng đến với họ rồi. Hà cớ gì tôi phải đến. Nói cha đến đi cha. Nó lì xì dày lắm. Tôi càng không đến. Tôi đến vì tình, vì nghĩa. Tôi đâu phải đến vì tiền đâu mà phải đến để mà lấy cái bao lì xì nhục ra. Không. Tôi về tôi ăn khoai lang. Vẫn ngon hơn. Tự tại. Không có gì phải chạy theo những con người đó. Mà anh chàng ngốc này là ngốc mà là sự khôn ngoan trước mặt Chúa đấy. Thấy ông ấy. Thấy người đó rách thì thương. Đói thì cho. Rách thì cho. À, rách thì cho mặc. Đói thì cho ăn. Như vậy thôi. Mà không hề tính toán. Mà ông chẳng cần biết là ông là Chúa hay là không là Chúa. Giống như là Faustina. Đón tiếp một anh chàng thanh niên ngòn nghèo khổ đến xin ăn. Các bà sơ khác không tiếp. Faustina chạy xuống bếp. Xuống bếp lấy ra cho anh chàng ăn. Chàng ăn xong về. Tối Faustina đến viếng Chúa. Chúa ơi, cả ngày hôm nay con chả gặp Chúa đâu hết. Nhớ Chúa quá. Giờ trước khi đi ngủ con đến nhà tạm viếng Chúa. Chúa mới mình mới gặp nhau rồi sáng nay mà nói thì không gặp. Con có thấy Chúa đâu, sáng giờ con lo ngoài gác cổng, con đâu có vô nhà người nguyện đâu mà con viếng Chúa đâu mà Chúa bảo gặp. Có gặp rồi. Và gặp ở đâu? Mới sáng gặp nhau đó. Mà gặp lúc nào? Đó sáng mới cho ăn đó. Con cho anh thanh niên chứ có cho Chúa đâu. Cái gì con làm cho người nghèo khó là con làm cho ta. Ta đó. Ta là cái anh thanh niên đó đó. Cho nên chúng con thân mến, hãy tập mình quan tâm đến người nghèo, đến người khổ, những người thấp cổ bé miệng. Còn những người giàu có, những người địa vị, những người họ đã có đầy đủ rồi, mình chẳng cần phải quan tâm. Mà mình có quan tâm họ cũng chẳng cần. Họ chẳng cần. Bao nhiêu người quan tâm đến họ, họ còn chưa thèm nữa mà. Cỡ mình, tôi nói các đứng các bậc đến, họ còn chưa coi ra gì. Tôi đến để làm gì, đến xanh dép phải làm được cái gì thôi, ở nhà. Thế thì lòng thương xót Chúa, mình thực hành lòng thương xót Chúa nơi những con người ốm đau, bệnh tật, nghèo khó. Các bạn của chúng con đi tìm những người bạn nghèo, những bạn đau, những bạn bệnh, những bạn cô đơn, những bạn không ai quan tâm đến, hay chơi với các bạn đó. Đừng chỉ chơi với những bạn giàu, chỉ chơi với những bạn có tiền, có quyền mà thôi. Như vậy thì mới thực sự là con của lòng thương xót. Mời anh chị và các bạn, thưa như chúng con mở trang 115, lấy hát bài Cho Con Vững Tin. Để xin Chúa cho mỗi người vững tin vào Chúa, cho dù cuộc sống có như thế nào, như chàng ngốc, vẫn cứ tin vào cái ông lão đó. Mặc dù thế nào, cứ vẫn tin vào cái ông lão đó. Chứ không chạy đi tin vào vua quan, không tin vào những cái gì mà quyền hành chức tước, mà chỉ vững tin vào cái ông lão tốt bụng đó, hiện thân của lòng thương xót. Con tưởng rằng con vững tin Chúa là cha nhân từ, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.